này vô phía trước. Bây giờ hai bạn có thể mở mặt nạ ra nha. Được không ạ? Rồi. À, xin chào MC Cát Tường. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Đào Quốc Tiến, sinh năm 1972. Dạ. Quê quán ở Buôn Ma Thuột, đang làm việc tại công ty gỗ cổ phần Trần Đức bên Bình Dương. À, quê là Buôn Ma Thuột. Dạ. Hiện tại đang làm việc ở Bình Dương. Dạ, 17 năm rồi. Nhưng mà em thấy như anh cũng gốc miền Bắc hả anh? Dạ, em gốc miền Bắc. Dạ, ở đâu anh? Dạ, em Thái Bình. Thái Bình. Dạ. À. Rồi, dạ, em xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1982 và quê quán ở Hà Tĩnh. Và hiện nay em đang là giáo viên mầm non tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Người Bình Dương, người Bà Rịa Vũng Tàu yêu nhau như thế nào đây? Anh có ngại yêu xa không? Dạ không ạ. Dạ, thế điểm mạnh trong cái công việc, trong cuộc sống của anh là gì? Siêng năng, chịu khó, tức là chăm biết cho lòng gia đình. Nhưng yếu em thì ít nói, ít thì nhát cho hay cho đông người đó, hay nhát gái. Đông người này là nhát, không dám nói được gì. À, đông người mới nhát thôi nha quý vị. Chứ vắng người thì không hề nhát. Dạ. Rồi, thế còn mình thì sao? Em thấy chị em điểm mạnh thì là một người hiếu thảo, không có trách nhiệm và biết đặt trường hợp mình vào người khác. Và điểm yếu của em thì hơi nóng tính và không được tự tin trước đám đông. Trời, ai cũng không tự tin trước đám đông hết trơn. Thế còn trong cái chuyện tình duyên thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ, em cũng đã có chồng và đã có hai đứa con, nhưng mà em cũng ly hôn cũng khá lâu rồi chị ạ, từ năm 2010 ạ. 9 năm rồi. Dạ. Cháu mình bây giờ là mấy tuổi? Dạ, cháu có một cháu là học lớp 10 ở với mẹ, cháu trai là học lớp 6 ở với ba. À, vậy là cháu gái là ở với mẹ. Học lớp 10 là cũng là đã 16 tuổi rồi. Dạ. Có hay thường xuyên qua lại thăm hỏi hay là có nuôi con gì không anh á? Dạ không, con bé thì ở với em, còn thằng cu thì ở với bố. Nhớ con thì mẹ chỉ ghé qua trường thăm con thôi. À. Dạ, chứ con không được về mẹ. Ở với nhau hai mặt con, lý do gì mình phải chia tay vậy? Dạ, tại vì hết duyên chị ạ. Lúc mà có người phụ nữ thứ ba xuất hiện, thế là vợ chồng trục trặc từ đó. Là anh có người thứ ba? Dạ. Mình không níu kéo được à? Không. Dạ, níu kéo hết cách rồi, không được thì buộc phải buông chị ạ. À, là có níu kéo. Dạ. Hay già, những giai đoạn đầu chắc cũng khó khăn. Nhưng mà 9 năm thì nó quá lâu rồi. Cuộc sống bây giờ đã ổn định rồi. Thế thì trong suốt 9 năm qua mình có trải qua một mối tình nào khác nữa không? Nói chung thì em cũng có tìm hiểu, nhưng mà em thấy không phù hợp nên em không quen. Lý do tại sao? Cái khó của mình là ở cái chỗ nào để Tường hiểu? Tường sẽ cố gắng Ví dụ như yêu xa chẳng hạn, Sài Gòn chẳng hạn, em thì ở dưới kia mà em thì không thể mà bỏ công việc của em hay là ấy của em được. Dạ, tại vì em bây giờ ổn định với nhà cửa, con cái học hành dưới đó thôi. Có nghĩa là giờ muốn tìm người để san sẻ, nhưng mà phải ở với Vũng Tàu. Dạ, em không thể bỏ việc em mà đi chỗ khác được. À, có anh nào mà tới ở với Vũng Tàu luôn thì được. Dạ. Trời ơi, cũng khó quá. Muốn bắt chồng đây, chết rồi. Anh ơi, anh nghe bên đây chia sẻ vậy, anh trước tiên là anh cảm thấy như thế nào ạ? Quan trọng là tôn trọng nhau và sống thôi. Còn về cái phần mà ví dụ là có gia đình hay chưa có gia đình thì không bao giờ em quan tâm tới. Có nghĩa là cái việc mà có đã ly hôn hai con là không quan trọng? Dạ không quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề mà bắt chồng á có quan trọng không? Cái việc ở đâu ấy thì nói chung là ở đâu cũng phải làm ăn hết. Ở đâu cũng là ở thôi, chứ còn ở đâu cũng là quê hương hết, không có ngại gì cả. Nơi nào mà đất lành thì chim đậu. Nếu như ở dưới đó mà cái công việc anh có thể là có cái việc anh làm ổn định thì anh cũng sẵn sàng đến. Dạ. Hay quá, trước tiên là nghe vậy thấy cũng được rồi ha. Thế tình duyên của anh này như thế nào? Em thì cũng trải qua được hai mối tình, nhưng mà hai mối tình đó thì cũng chỉ được mấy tháng thôi. Một cái mối tình bắt ra hai tay, còn một mối tình thì yêu qua điện thoại ở ngoài Bắc thôi, tận Phú Thọ, xa quá. À, quá. Mới yêu nhau 3 năm, nhưng chỉ có gặp nhau một lần. Trời đất. Dạ. 3 năm gặp nhau một lần một. 3 năm gặp nhau một lần. Một lần đó thì cũng gần đi tới hôn nhân. Gặp thì tháng sau là đi đến hôn nhân thì mẹ người đó không cho lấy chồng xa. Trời đất ơi. Quen nhau 3 năm. Gặp nhau một lần là quyết định cưới luôn. Dạ. Mà cuối cùng bên kia không chịu. Có đi xem thầy thì có ông ngoại của người đó là cũng xem ngày tháng đó, nhưng mà không đến được với nhau được. Lâu chưa anh? Lâu lắm rồi. Bao nhiêu năm rồi? Tầm 6-7 năm. Ủa là anh là coi như là trai tân đó hả? Nó hả? Chưa lấy vợ lần nào? Chưa lập gia đình mà là làm luôn. Wow. Thế rồi 6-7 năm nay là phòng không chiếc bóng, không quen ai? Dạ em không, bởi vì tính em thì cũng ít khi giao tiếp lắm. Bởi vì em thì không rượu, không chè gì cả. Chỉ biết đi làm rồi về thôi. 72 là năm nay cũng gần 50 tới nơi 47 rồi. 47 rồi. Dạ. Ở mình hoài buồn không anh? Dạ cũng buồn.
Nhưng mà tại sao, lý do gì tới giờ này anh vẫn chưa lấy vợ? Lập gia đình thì cũng là dễ thì rất dễ, nhưng khó rất khó. Bởi vì tiếng em thì nếu không lập gia đình thôi, mà lập gia đình thì phải bớt một người đó là phải biết là hiểu nhau trong công việc, hiểu nhau trong cuộc sống, tôn trọng nhau cuộc sống. Khi em không phân biệt là phải ai thắng ai thua. Khi đó là vợ chồng thì vợ cũng như vợ, chồng chồng như vợ thôi, không phân biệt là ai là ai, ai to ai nhỏ. Rồi giờ chị Tường hỏi em một câu nữa nha. Em nghe hoàn cảnh của anh chưa? Dạ. Em có cảm nhận gì không? Em thấy anh chắc có lẽ cũng kén chọn ấy. Chị nghĩ cũng không kén chọn đâu. Gặp nhau có một lần là đã quyết định tiến tới hôn nhân rồi. Chắc cũng giống như em nói là cái duyên nó cũng chưa tới. Dạ. Giống như bên em thì là hết duyên. Dạ. Chứ không không ai muốn sống một mình đâu. Buồn dạ. lắm thật sự luôn. Tuổi của mình là cần có cái người hữu hỷ. Dạ. Nhưng mà một cái vấn đề này là vấn đề quan trọng nè. Ảnh là trai tân, chưa vợ, chưa con. Chắc chắn anh phải muốn có con nếu như lấy nhau. Thế dạ. thì em có ngại để sinh thêm em bé không? Dạ không sao chị ạ. Khỏe chị còn sanh được mà không chị em, đúng không? Nhỏ chị tới 5 tuổi mới có băm mấy mờ được. Ngon lành. Có nghĩa là nếu được mình vẫn sanh em bé chứ, đúng không anh? Dạ. À, rồi thôi bây giờ mình sẽ nói về cái mẫu người lý tưởng của mình đi. Dạ. Nãy giờ mới nghe chứ chưa có thấy hình, nghe tiếng à. Thế dạ, em mong dạ. muốn cái người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích một người đàn ông của gia đình, về nhà thì biết chia sẻ công việc với vợ. Em thích người đàn ông gia trưởng. Ồ, anh biết làm việc nhà gì phụ vợ không anh? Như em thì được cái ưu điểm của em thích làm việc nhà. Thích làm việc nhà. Bởi vì gia đình em chỉ có hai mẹ con thôi. Ví dụ nấu cơm, nấu nước là em nào hết. Anh nấu cơm, nấu nước trong nhà luôn? Dạ. Bởi nhà chưa hai mẹ con thôi, em không để cho mẹ em nấu cơm. Mẹ hiện giờ là anh đang sống với mẹ. Dạ. Bố anh là mất rồi. Bố em mất rồi. Dạ, là mẹ ở Bình Dương luôn? Không, ở Buôn Ma Thuột ạ. Ủa rồi anh ở Bình Dương, mẹ ở Buôn Ma Thuột, làm sao nấu ăn cho mẹ? Không, tức là em cứ về quê, trước đây ở quê thì em hay nấu cơm cho mẹ em. Còn bây giờ thì có đứa cháu ngoại ở với em. À, cháu ngoại hiện giờ đang ở mẹ. Anh ở Bình Dương, anh ở một mình? Dạ, em ở mình. Ở một mình thì có nghĩa là làm hết. Dạ. Rồi, có yêu cầu gì nữa không? Dạ, với em thích một người đàn ông trung thủy. Lúc đã là vợ chồng rồi nên trung thủy. Dạ không, chị nghĩ anh này anh phải chung thủy. Tới tuổi này mà chưa lấy vợ mà còn không chung thủy nữa thì làm sao mà ở được với ai? Dạ. Đúng không? Dạ. Về ngoại hình? Dạ ngoại hình thì em thích cao 1m65 trở lên. Nói chung là dễ nhìn tí là được rồi. Anh cao được nhiêu anh? Anh cao được 1m62 thôi. 1m62 à, thiếu 3 phân tương ơi. Dạ cũng không sao. Hỗ trợ dạ. đi, dạ, mang dép thấp xuống một chút nha. Dạ. Quan trọng là người đó mình phải cảm thấy yên tâm. Cái người có thể là hiểu được. Thật ra tuổi này không phải là mình yêu đắm đuối như ngày xưa dạ, nữa rồi, mà mình dạ. tìm một cái người tri kỷ dạ. một cái người bạn chia sẻ được là chị thấy hợp lý rồi dạ. Quan trọng chị... là tính tình họ, đúng người rồi. Đối xử thế nào đúng rồi dạ. Đó, cái đó mới là quan trọng dạ. Thế còn anh thì anh mong muốn tìm mình chưa vợ mà dạ. Dạ, muốn tìm một người vợ như thế nào? Nước da hơi trắng một chút thôi, còn cao thấp không quan trọng, cần làm sao thứ nhất phải trung thủy, yêu ai phải thật lòng. Ví dụ là bạn bè em không nói, còn nếu ví dụ như vợ thành chồng thì em muốn làm sao san sẻ cứ việc nhà rồi là công việc to nhỏ cùng phải bàn bạc với nhau chứ không thể quyết định bất cứ ai. Dạ. Theo như anh, ví dụ trong hai vợ chồng lấy nhau thì cái chuyện ví dụ như tài chính trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Cái tài chính thì thường thường trước đây là hầu như là bao giờ bên vợ quản lý là tốt nhất. Dạ. Còn ví dụ bắt buộc ví dụ không có ai thì mình giữ thôi, chứ còn nếu mà có vợ thì mình giữ nó khỏe hơn. Bởi dạ. vì mình chỉ biết đi làm phải ăn uống thôi, không quan tâm cái dạ. chuyện miễn chồng vợ đừng cho mình chết đói ra đường dạ. có bèo nhèo quá là được rồi dạ. đúng không anh? Dạ. Dạ. Có hình ảnh gì không dạ, nè? Dạ, bây giờ mình coi thử coi nè, anh có hình ảnh gì không anh? À, anh tìm thử coi nha, anh có thấy bóng dáng chị ở trong này không? Một tấm một thôi để anh lựa cho nó dễ. Bốn cô nàng đó là có một cô đó. Trời ơi, hình này kiếm hơi mệt à. Dạ. Yeah. Đó, bonus cho thêm tấm nữa, có ảnh ở trong đó chị. Tại sao anh chọn cô đó? Linh cảm của em hả? Linh cảm hả? Rồi, thế anh cứ cầm đi nha. Chút xíu Tường mở cửa trái tim ra để anh xem coi nha. Dạ, em đoán anh này ạ. Sao đoán anh này hay vậy? Đó, được rồi. Nãy giờ Tường nhìn còn chưa biết anh nào luôn á. Anh này. Dạ. Hay dữ, sao đoán anh này? Dạ, tại em thấy trong này cũng có anh. À, rồi. Phụ nữ hay lắm, phụ nữ linh cảm hay lắm. Rồi, bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha quý vị ơi. 1, 2, 3. Tên tên. Em chào anh ạ. Dạ, anh chị thấy sao? Em đoán đúng rồi ạ. Sao anh? Chưa đúng rồi chị. Đều là đúng. Dạ, đó, trật luôn rồi, sai luôn anh ơi. Anh nhìn hình mà anh có bốn cô mà. Anh nhìn hình mà anh còn đoán không trúng nữa, làm sao mà. Cô nào anh? Cô này. Trời đất ơi, nhìn hình rồi mà còn đoán trật. Người ta hình khó vậy, đứng nguyên một vàng luôn mà người ta đoán trúng bóc ngay anh luôn. Nhét qua trái tim vừa không? Trời, quà to quá vậy.
Dạ, em cảm ơn anh ạ. Trời ơi, quá ga lăng lịch thiệp, nhiều quà dạ. Dữ. Em cảm ơn anh. Mình em tặng tính. Hả? Ủa? Trời ơi. Nó tưởng quà cho người kia chứ quà cho mình hả? Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Rồi, ủa sao quà mà gói quà mà sao nằm hở hí 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 là sao vậy? Dạ, mở ra xem được không? Dạ được, em thích thực tế. Dạ. Mở ra có gì vậy anh? Dạ. Dầu gội đầu anh. Dầu gội đầu. Tóc chắc khỏe. Trời ơi, chị đoán hay quá ha. Dầu gội đầu, tóc chắc khỏe. Rồi thôi bây giờ hai anh chị gặp nhau rồi, cảm xúc của anh như thế nào? Em thấy cũng có cảm tình. Thế thì theo anh, nếu như mà bây giờ mình bắt đầu tìm hiểu thì mình phải yêu xa một giai đoạn, đúng không anh? Dạ. Thì bao lâu anh có thể thăm chị được một lần? Chị là không đi được rồi, chị đi dạy mà. Dạ. Công việc của anh thì như thế nào? Thời gian của em thì chỉ được có chủ nhật thôi. Chủ nhật thôi, làm suốt tuần luôn. Dạ, suốt tuần luôn. Bên mình là sao? Cũng nghỉ chủ nhật. Dạ, em cũng đi làm từ thứ hai đến thứ sáu chị ạ. Còn mà thứ bảy thì em đi dạy trong chùa. Thì chủ nhật là vẫn được rảnh. Dạ. À, thế từ Bình Dương mà anh chạy lên trên giờ Vũng Tàu, giờ anh nghỉ bao lâu thì anh thăm chị được một lần trong cái giai đoạn mình yêu xa? Dạ, một tuần một lần. Một tuần đi một lần. Dạ. Tướng ở mò gầy mòn vậy đi nổi không trời? Em chạy xe từ đây về Buôn Thuật được mà. Ồ, tuần lần được rồi, ai cũng bận biểu mà. Dạ, dạ. Đúng không? Dạ. Thế bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu như mà trong cái tuổi em thì nó khác, bởi vì em thì nghĩ từ 3 tháng đến 6 tháng là đến. Mình thấy sao? Dạ không sao. Em cũng thấy vậy, chị cũng thấy vậy chứ, để em cũng bình nữa. Dạ. Đi qua đi được hay không nó thiệt cái tuổi của mình á. Dạ. Gặp nhau chừng 2 lần 3 lần là mình biết được hay không rồi. Dạ, đúng mình rồi. Chủ yếu là mình coi cái tính cách tính tình với nhau, như nói chuyện nhau có hợp hay không. Chứ còn kéo dài làm gì, hợp là hợp, không hợp là không hợp. Nhưng mà em hỏi nè, ở Bình Dương là anh đang ở nhà của ai? Thì em cũng đang ở nhà trọ thôi. Ở nhà trọ thôi. Không xác định ở đây. À, thế thì giờ giả tỷ bây giờ mình lấy nhau. Dạ. Qua Vũng Tàu đi. Dạ. Thì anh muốn sống như thế nào? Thì em đã nói lúc nãy rồi, em nói chung thì ở đâu cũng là quê hương hết thôi. Yeah. Nếu ví dụ là cảm thấy mà thương nhau thực lòng á, rồi em không quan trọng là phải ở đâu hết. Nhưng mà em vô chi tiết á, cụ thể ví dụ giờ anh về ở rể đó, thì bây giờ anh là có vô nhà chị ở, hay là anh muốn rủ chị ra ngoài muốn thuê nhà ở, hay là anh sẽ lập nghiệp ở đó luôn, anh có kế hoạch như thế nào, ý em hỏi cụ thể. Nếu như chẳng hạn ở Vũng Tàu á, thì em thì muốn là phải ở riêng ra. Ví dụ cái nhà đấy thì em không quan tâm, nhưng mà phải mua chỗ khác ở. À đúng được. Rồi mình có đủ điều kiện kinh tế để em mua ra ngoài không? Có đủ điều kiện. Yeah. Thế hiện tại mình ở Bình Dương mười mấy năm mà tại sao anh không mua nhà ở Bình Dương? Nhưng mà em mua ở ngoài quê 30 đất cơ. Mua 30 đất ở Buôn Mê Thuột. Dạ. Bán bớt miếng vô Vũng Tàu mua được không anh? Dạ. À có nghĩa là có đất ở quê. Yeah. Ở mà không thích Bình Dương. Yeah. Anh thích Vũng Tàu không? Xưa giờ có cái nào anh đến Vũng Tàu? Thì em cũng đi có 2 lần rồi, em cũng thích ở đó. Rồi. Bà Rịa gì đó em cũng thích. Nói chung mình chỉ hỏi vậy thôi, khơi gợi ra để cho mình có thêm cái sự suy nghĩ. Yeah. Tại vì thật sự ở tuổi của mình rồi, cái kinh tế nó cũng phải ổn định thì mới có thể bền vững được. Rồi bây giờ thì có thật mới vực được đạo ạ. À. Mời nhà hàng lên đồ ăn ạ. À. Rồi bây giờ tôi mời anh chị thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng nha. Đây là món bò hầm tiêu xanh rất quen thuộc, bắt nguồn từ ẩm thực Pháp. Món ăn cực kỳ nổi tiếng, bóp bọc nhung, ăn với bánh mì, hầm với chút pate và những nhánh tiêu của Phú Quốc. Món ăn đậm đà hương vị Việt Pháp. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau, tự nhiên thoải mái tìm hiểu nhanh nha. Tường ra ngoài một chút xíu Tường quay lại liền. Ổn không? Tự tin không? Dạ. Trời ơi anh mạnh dạn lên cho em cái coi anh. Rồi xin mời hai người thưởng thức món ăn ạ. Dạ. Mời em. Khi em ở Vũng Tàu em ở chỗ nào? Dạ em ở Phú Mỹ anh ạ. Phú Mỹ đã đến Bà Rịa chưa? Sài Gòn đi xuống là chưa anh. Còn cách Bà Rịa đến 22 cây. Anh làm đây thì cũng được mười mấy năm rồi. Em cũng dạy ở trên Bà Rịa Vũng Tàu được 17 năm rồi. Anh không phải kén chọn đâu. Anh chẳng qua chỉ gặp duyên gặp số thôi. Ý anh dạ. Không phải gặp đâu. Duyên chưa tới anh nhỉ? Dạ chắc vậy đấy. Dạ. Tính anh được ít nói mà anh này không nhậu nhẹt đâu. Nhiều khi làm đây bạn bè nó rủ nhậu anh không nhậu đâu. Dạ. Và tính anh không nhậu được. Nhờ đi em. Dạ dạ em mời anh. Anh làm bên gỗ phóng ạ? Anh làm bên công ty gỗ. Dạ. Anh làm bên trưởng. À. Quản lý 30 người. Dạ. Anh trong công ty anh chứ không phải làm đâu. Được đứng gọi là phân công công việc thôi. Dạ. Vậy anh làm ca hay làm hành tránh anh? Anh làm từ 7 giờ sáng 3 giờ anh về rồi. À 7 giờ sáng 3 giờ chiều. Anh ít đi chơi nữa. Dạ. Cùng lắm ra ngoài đường hay là thỉnh thoảng đi siêu thị Eon. Dạ. Một mình đi. Ủa vậy là anh đi làm vậy là đến Tết thì anh mới về lại Buôn Mê Thuột. Ví dụ như mùng 2 tháng 9 vừa rồi anh cũng về. Dạ. Đi xe máy về. Từ đây về chỗ anh là 380 cây.
anh là người cũng hầu như cũng mẫu mực trong gia đình đó. Ví dụ đã có gia đình rồi thì lúc nào anh cũng tôn trọng gia đình lắm. Thì anh muốn là công việc hay là về cái làm cái loại nó kia phải cùng sát sẻ với nhau. Thứ yên nấu cơm anh có thể anh rửa chén chứ không bao giờ phân biệt à cái này là phải của phụ nữ, cái này của người đàn ông. Dạ. Nhưng mà từ qua ngã ba Vũng Tàu thì vô chứ em sao? 20 cây không? Từ ngã ba Vũng Tàu đi xuống em á. Lo tâm sự chắc không cũng à. Không ăn chắc luôn. Chắc tầm 40 cây á. Trời ơi, em mời nhà hàng, mời quán ăn, món ăn ngon quá mà hai anh chị không ai ăn hết trơn vậy. Xíu nữa ra ngoài hai anh chị sẽ tiếp tục thưởng thức nha. Bây giờ em hỏi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Dạ. Cơ bản anh thấy ổn không? Dạ cũng thấy ổn rồi anh chị. Dạ tại ở đây thời gian không có nhiều. Dạ. Có nhiều là anh phải tự chạy xe xuống Vũng Tàu cho nó có nhiều nha. Dạ. Nên định là thí dụ ổn thì chừng nào anh xuống gọi là hẹn hò bữa đầu tiên. Dạ thứ bảy tới này. Thứ bảy tới. Dạ. Ủa sao nãy mới nói chủ nhật giờ qua thứ bảy rồi. Nhưng mà thứ bảy giờ thì giờ em được làm từ 8 đến 9 thôi. À, làm xong rồi chạy xuống. Làm xong về phải tắm rửa ăn cơm xong xuống. Đi tối luôn, đi đêm luôn. Không, đi từ đây xuống đấy tầm 2 tiếng thôi. 2 tiếng. Giờ 2 tiếng. Ồ hơi có hẹn chị chưa hay là nè anh mới tự nói thôi anh hẹn chị chưa? Không biết là biết hôm nay gặp mà lần đầu tiên. Thấy ổn không chị? Em thấy anh cũng hiền, cũng ít nói. Không, Tường cũng hy vọng lắm á, yeah. Tại vì Tường thấy anh cũng đủ điều kiện. Rồi, bây giờ thì Tường mời chị bóc vài cái một lá thăm ở trong này đọc lớn lên cái yêu cầu trong đó ạ. Này mục đích để hiểu nhau nhiều hơn thôi. Cùng bạn gái, bạn trai ghép tay thành biểu tượng trái tim để chụp ảnh thật tình cảm. Rồi, giờ anh đi qua bển đi anh. Mình ghép như vậy nè, mỗi người nửa trái tim vậy nè. Đó, để mình chụp hình làm lưu niệm. Đó là yêu cầu của chương trình. Dạ. Đứng lên đi chị. Đó, ai thuận tay nào đó là thuận. Mà anh phải đứng chung với cổ mới ghép được vậy chứ. Trời, anh biết làm vậy không? Đâu, hai người làm đi tôi coi đẹp chưa nha. Sát vô, trời ơi, đâu có ra trái tim đâu trời. Trái tim gì méo xẹo vậy? Không có ra được trái tim nha, chết rồi. Anh là hơi bị thấp, hơn mấy phân rồi nè, đó. Đúng rồi, được chưa, được chưa? 1, 2, 3. Qua lấy cái cửa trái tim luôn nè. 1, 2, 3. Đứng yên, đứng yên. Để tôi chụp xéo xéo qua trái tim luôn nè. 1, 2, 3. Rồi, xong. Giờ tới phiên anh. Mời anh. Đọc lớn lên nè. Đọc lớn lên anh, sao căng thẳng vậy? Ôm bạn gái từ phía sau và nói tình cảm thật của mình cho đối phương nghe. Anh hiểu không anh? Yeah. Hiểu không? Yeah. Rồi tiến qua đi chứ giờ chờ gì nữa. Ôm bạn gái từ phía sau và nói tình cảm thật của mình cho đối phương nghe. Vậy chắc cũng phải mời chị đứng lên nha. Cặp đôi này lời quá. Có những sự va chạm không hề nhẹ. Làm đi anh. Ta đứng sẵn rồi đó anh ơi, mạnh dạn lên anh ơi. 50 mấy tuổi chú anh. Gần 50 tuổi chưa có vợ kìa trời ơi. Đó ảnh rung quá, anh rung quá. Nhưng mình hơi nhích cái tay lại chút xíu rồi đó. Anh mới dám, anh không dám thọt vô. Thương ghê vậy đó. Gì mà cứ nhắc vậy đây, thì anh cũng muốn là anh và em đã có duyên tới đây rồi. Thì thực sự là thì anh cũng có tình cảm với em. Nếu anh và em mà có duyên đi đến hôn nhân nữa thì anh cũng là một người mà sống tất cả những gì tốt đẹp nhất anh sẽ dành cho em. Dạ. Hơi nhỏ nhưng mà cũng tình cảm. Rung quá, thanh niên mà bây giờ cho ôm và không dám ôm luôn. Trời ơi, không biết người đàn ông còn sót lại của thế kỷ đây nè. Cảm xúc của mình sao chị? Dạ em thấy hơi rung chị ạ. Hơi rung. Dạ. Anh sao anh? Nhìn rung. Rung luôn, ai cũng rung hết trơn á. Cặp này phải gả nha quý vị. Nếu mà quý vị đồng ý thấy cặp này xứng đôi mà mọi người nhớ thả tim comment nhiều nhiều vô cho cặp này cưới nhau giùm em một cái để em lấy cái đầu heo coi nè. Thì bây giờ là tới cái thời phút quan trọng nhất rồi. Dạ. Anh chị đặt tay vào nút bấm. Và sau khi mà Tường đếm 3 tiếng đếm á, nếu mà anh chị đồng ý hẹn hò với nhau thì mình sẽ bấm thật là mạnh vào cái nút này. Nếu mà không đồng ý thì anh chị lấy tay ra. Nhưng mà Tường sẽ buồn lắm, Tường sẽ tan nát con tim. Vì Tường thấy cặp đôi này là có thể là Tường ăn được đầu heo đây nè. Rồi mời anh chị đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại ạ. 1 2 3. Dứt khoát một lần thôi, biết ngay mà, sẽ đỏ cùng một lượt. Dạ, mời hai anh chị về một phía. Ai mà không nhấn là tôi nhấn liền, tôi nhào vô tôi nhấn liền luôn. Cặp này xứng đôi quá. Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng anh chị những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Yeah. Nếu mà còn thời gian thì chiều nay hai anh chị cứ ghé xem phim trước khi mình về quê. Yeah. Nha. Ơi, nắm tay nhau đi anh chị. Nắm tay nhau ạ.
Tường thiết nghĩ là chúng ta cũng nên trao cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay là ngày chúng ta gặp mặt. Dạ, mời anh. Mình thanh niên mà anh phải chủ động chứ, tự tin lên nè. Hôn cô bạn gái của mình. Cảm ơn quý vị và cảm ơn anh chị. Và hy vọng rằng là anh chị cũng sẽ sớm báo tin vui cho các Tường cũng như cho chương trình nha. Tường là hy vọng đến 85% rồi đó. Còn phần còn lại là ở anh á, anh mạnh dạn lên giùm em cái nha anh ơi. Nha. Một tuần đi xuống Vũng Tàu một lần. 3 tháng thôi là báo tin vui liền. Ok. Nha. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn anh chị. Cặp đôi này tự tin là họ sẽ đến được với nhau đó quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình và số sau nhé. 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV nha quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe nha quý vị nha. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Ở trong là Nguyễn Thị Tuyết Mai em, mà tên thường gọi ở ngoài thì tên Ấm Thủy. Nguyễn Thị Tuyết Mai. Rồi, chị Mai giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha. Họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán. Tại hôm nay á, mình chỉ có biên tập với lại chị thôi, cho nên là chị cứ chủ động chị chia sẻ câu chuyện của mình ha. Rồi còn gì nữa thì bọn em sẽ hỏi thêm chị. Chị tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tuyết Mai, năm nay 42 tuổi. Hiện tại là chị độc thân và nuôi con gái 15 tuổi. Rồi. Chị hiện tại thì đang sống và làm việc tại khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, Bình Phước. Công việc hiện tại của chị thì chị kinh doanh tự do và nhà chị thì sản xuất hạt điều rang muối. Kinh doanh tự do là chị thì chị kinh doanh về hạt điều luôn đúng không? Đúng rồi, nhà chị là có xưởng sản xuất hạt điều rang muối. Là chị làm với gia đình đệ ruột của chị hả? Không, cái này là chị làm một mình, tại vì nhà chị sống thì chỉ có hai mẹ con thôi. Là chị đang sống cùng con gái thôi chứ không có sống cùng già ngoại nữa. Không em. Chị ly hôn bao lâu rồi? Chị ly hôn 5 năm rồi em. Dạ. Rồi chị chia sẻ một chút xíu về cái cuộc hôn nhân của chị ha, rồi cái lý do tại sao lại chia tay chị. Thì nói chung là trong cuộc sống vợ chồng thì nó có nhiều cái bất đồng quan điểm. Thì khi mà một cuộc hôn nhân thất bại thì mình không thể nào đổ lỗi cho ai hết. Nói chung là cũng cả từ hai phía, thì nếu mà mình cảm thấy sống với nhau mà không thích hợp nữa, không hợp với nhau, không mang lại hạnh phúc, thì chị nghĩ là mỗi người nên một hướng đi để trả cái sự tự do cho nhau thôi. Chứ bây giờ thì mình nói cái cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi thì mình đổ lỗi cho một ai đó hoặc là đối phương hoặc là chồng chị thì nó sẽ không hay. Thì cái dù sao thì chị nghĩ là cũng là cha của con chị, cho nên là chị không nghĩ gì, không nói gì trách nhiệm về cuộc hôn nhân đó là ai đúng ai sai hết. Mình không nói ai đúng ai sai, nhưng mà mình nói như các chị, lúc nào các chị cũng có một cái lý do là không hợp, thì mình phải biết là mình không hợp nhau ở cái gì. Để ví dụ như chẳng hạn như hôm nay chị tham gia chương trình, chị kiếm một cái người tiếp theo, thì ví dụ như trừ những cái người tiếp theo có thể gặp phải cái điều đó thì tụi em mới có cái cơ sở để tụi em né tránh ra cho chị. Tại vì trong cuộc hôn nhân của chị thì do chồng của chị là chơi đá gà và ham mê cờ bạc em, cho nên là chị thì chị không thích một người đàn ông gia trưởng và cờ bạc. Dạ. Là tức là dành hầu hết thời gian để đi cờ bạc đá gà. Đúng rồi. Rồi còn gia trưởng nữa. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà anh ấy có làm việc không chị? Thì nói chung trong công việc thì vẫn phụ giúp cho vợ, nhưng mà về cái vấn đề bất đồng về, tại vì chị thì chị không, chị cũng khuyên anh nhiều lần là cái vấn đề mà anh đừng nên tiếp tục chơi đá gà và cờ bạc nữa thì anh không nghe. Thì quá trình là cái chung sống mà anh cứ hay chơi bài đỏ đen như vậy thì nó sẽ kiểu vợ chồng sẽ bất đồng ý kiến và sẽ gây lộn, thì chị đã quyết định ly hôn. Có mang tiền của chị đi đá gà không? Thì đúng rồi em, tại vì khi mà tiền thì vợ chồng cùng lòng làm ra, nhưng mà anh dành thời gian và tiền bạc đi đá gà nhiều quá thì kinh tế là càng ngày càng suy thoái, thì chị không chấp nhận được và chị đã quyết định ôm con đi. Chỉ có đó thôi chứ không có người thứ ba, người thứ tư gì hết đúng không? Không em, không. Dạ rồi. Chị Mai thì có điểm mạnh điểm yếu gì chị Mai? Chị thì không có điểm mạnh gì, nhưng mà chị thì chị
thích buôn bán vậy thôi. Chị thì buôn bán từ nhỏ cho nên chị rất đam mê buôn bán. Chị có hát được không? Chị thì không biết hát, rất là thích hát nhưng mà chị lại hát rất là dở. Có tài lệ gì khác không chị? Không em. Rồi, điểm yếu của chị thì sao? Chị có tật xấu gì không? Theo chị nghĩ thì cái tật xấu của chị thì chị hơi nóng tính, và Hơi chị nóng tính. nóng tính, và chị có nghĩa là chị dễ tin người quá. Đôi khi thì mình tin người quá hoặc là mình thương người quá, nó nếu mà cái niềm tin của mình đặt sai chỗ thì chị nghĩ nó cũng là một cái khuyết điểm cho mình. Dạ, dễ tin người thôi đúng không? Mà Từ chị lúc dễ ly tin hôn chồng người, tới nay thì chị có tìm hiểu ai khác không chị? nói chung là chị cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà chị có cảm thấy là trong quá trình tìm hiểu thì chị thấy không hợp nên chị không tiến tới ai hết. Cũng có nhiều người để ý nhưng mà chị cảm thấy là nó không phù hợp. Đa phần thì chị dành cho thời gian cho công việc của chị là nhiều. Con gái chị hôm nay lên lớp 10 hả? Con gái chị năm nay lên lớp 9 nha. À, hồi bé có biết chị tham gia chương trình không? Biết em Rồi có ủng hộ mẹ không? đó, bé lúc nào cũng kêu mẹ đi kiếm bạn trai đi, chứ suốt ngày mẹ ăn mẹ ở nhà biết à. Nhưng mà bé với ba thì có liên lạc thường xuyên không chị ha? Có em, ví dụ như bình thường á, bé đi học á thì bé sẽ ở với chị, nhưng mà mùa hè như vậy thì chị sẽ chở đưa cô con về thăm ba, để cho cái thời gian nghỉ hè thì bé sẽ gần ba thời nhiều hơn. Xong nghỉ hè thì chị lại rước bé về, tại vì ba của bé bữa nay cũng bị bệnh ung thư rồi đó, cho nên cái thời gian sống không có được bao lâu nữa, cho nên là chị nghĩ là để cái thời gian nghỉ hè là bé dành thời gian ở với ba bé nhiều hơn sẽ rất là tốt. Ba bé là bây giờ đang ở đâu chị? Cũng ở ở gần cách nhà chị khoảng 30 cây số. Rồi, bây giờ chị muốn tìm mẫu người như thế nào chị ha? Chị thì cần người đàn ông thì không có nhỏ tuổi hơn chị, lớn tuổi hơn chị cả chừng là từ 3 đến 5 tuổi, và có công việc ổn định, mà cái tính hoặc là chững chạc đó, mình cần người người mẫu đàn ông chững chạc biết lo cho gia đình. Tăng tuổi chị được không? Bằng tuổi cũng được em, đừng nhỏ hơn, ví dụ có nhỏ hơn, nhỏ 1 tuổi thôi, đừng nhỏ hơn nhiều. Tức là nhỏ hơn tối đa 1 tuổi thôi đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi về quê quán được công việc của bạn trai thì chị như thế nào? Ví dụ như gần thì nó sẽ tốt hơn, mình nghĩ là như vậy, nhưng mà nếu mà ở xa thì cũng đừng có xa quá, như chẳng hạn như mình ở Bình Phước, nhưng mà ví dụ như một người bạn trai ở tận ngoài Bắc hay là miền Trung hay ở đâu đó thì nó quá xa thì nó sẽ có ít cái cơ hội gặp Nhưng mà nhau hơn. lân cận Bình Phước, Bình Phước là chị đề nãy là chị nói là chị ở Phước Long đúng không? Đúng rồi em, Long nó cách Đồng Xoài xa không chị? có 40 cây số em, Nó có gần về khu Đắk Nông không? xa. Xa lắm hả? Nhưng mà nếu bạn trai mà đang khu vực Đắk Nông rồi Đắk Lắk rồi ở Bình Dương, Đồng Nai rồi được Vẫn không? được Tây em, Ninh được không? vẫn được, Được hả? đừng 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 có vùng ngoài phía Bắc là được. Tức là trong vòng mà xung quanh các tỉnh lân cận là được đúng không chị? Đúng rồi em. Dạ rồi. Là chị sẽ muốn họ về với chị hay là chị có thể sẵn sàng theo họ được? Nếu mà bên nhà bạn trai muốn có điều kiện thì nói chung là nơi công việc nào ổn định thì mình ở thôi, mình không quan trọng là ở đâu, miễn là Mà mình chị có tạo nhân chị công đang có công nhân sản xuất luôn hả hay là sao? việc. Đúng rồi, đúng rồi em, nhà chị có công nhân sản xuất, Bao nhiêu nhân viên chị? chắc chạy cũng khoảng có 30. 30 là xưởng cũng lớn đấy chứ. Cũng được em, Thì bây giờ đi đâu cũng được ha, tại vì có công nhân sản xuất thì mình lâu lâu về đúng kiểm rồi, tra, quản nói lý, chung đôn đốc là thôi. công công việc của chị vẫn sắp xếp được, chị vẫn làm được, quan trọng là
cái bên phía là con trai người ta có bạn trai mình, họ có điều kiện như thế nào để tạo công việc, nếu mà có điều kiện tốt hơn thì chỉ có thể mình mở cái chi nhánh thêm không có sao hết. Ví dụ như bạn trai thì ví dụ như là công việc tài xế rồi bảo vệ này kia, chị có ngại không? Chị cần có công việc ổn định đến mức khá hơn một chút em. Thì tài xế cũng ổn định đó, tài xế xe tải, xe container giá lương cũng cao mà. Thật sự mà thật tế mà nói thì nhà chị cũng có xe, nhưng mà nói chung là chị cũng muốn tài xế xe tải nhưng mà chị lại không thích. Nói chung là nó không có rồi thích hợp hơn. Nói chung vậy là không vậy thích tài xế, không thích bảo vệ hả? Đúng rồi em, nó làm chủ bản thân, nói chung là làm chủ tài chính và làm chủ em. Làm nông trại, trang trại được không? Được em. Dạ rồi. Ok, rồi em cảm ơn chị Mai nhiều ha. Hôm nay nó chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì có gì chương trình sẽ làm nội dung với chị kỹ hơn nếu có người phù hợp ha. Rồi, chị cảm ơn chương trình nhiều, cảm ơn rồi. Em cảm ơn chị, em chào chị ạ. Rồi, chào em. Dạ. Rồi công việc quê quán ha chị ha. Vâng, mình là Trần Thị Việt Hà, thì sinh ngày 13 tháng 9 năm 84. Mình thì quê mình thì ở Quảng Bình, ngày xưa nhà mình ở Nguyên Trung. Còn hiện tại chị đang làm ở đâu? Mình đang làm ở Hà Nội. Chị Hà đang làm công việc gì ở Hà Nội chị ha? Mình đang làm ở fit của chỗ FPT Hà Nội các bạn. FPT. Nhưng mà nhà mình thì đang ở Đà Nẵng. Tức là bố mẹ mình thì vẫn ở Đà Nẵng. À, chị đang ở Hà Nội với ai ạ? À, mình ở với bà ngoại. Bà ngoại ạ? Là ba chị là người Quảng Bình, mẹ chị là người Hà Nội. Thực ra là mẹ mình là người, ông ngoại mình là người Quảng Trị, cho nên là Hà Đông là Hà Nội. Nên là Quảng Trị, còn lại là bà ngoại mình thì mấy người ngoài này. Quê hơi nhiều chị ha. Một chỗ bốn quê. Ngày xưa nó là Bình Trị Thiên ấy em, thì là các tỉnh cái kia nó là một tỉnh thôi ấy. Vâng, xong rồi nhà chị thì chuyển cách đây khoảng 6-7 năm thì nhà chị bố mẹ chị nghỉ hưu xong ấy, thì chuyển ra Đà Nẵng, chuyển vào vì Quảng Trị vào Đà Nẵng thì nó sẽ là vào. Rồi chị có những điểm mạnh điểm yếu gì chị ha? Chị cũng không để ý lắm. Ví dụ như mình có thói quen xấu gì không, mình có điểm mạnh gì, nấu ăn rồi có năng khiếu tài lẻ gì không này? Chị có như bên cạnh chị có ai đang nghe cùng rồi đang nói đúng không ta? Đúng rồi, có bác chị, tại vì hôm nay chị không dám tức là chị ngồi ở công ty chị sợ ồn ấy, thì chị sang nhờ nhà bác chị. Mà nói thật là chị nhờ bác chị thì mới bảo chị đăng ký, còn mình chị cũng không đăng ký đâu. Nhưng mà chương trình thì sẽ chỉ ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì là chị có bay vào đây để tham gia được không? À không, chị hỏi một cái là chị không đăng ký online em ạ. Chị không đăng ký online là sao ta? Chị biết là hình như là bên mình có một kiểu online và offline ấy. Nên là bọn chị em thì chỉ có online thôi. À bọn em chỉ có ghi hình phát sóng thôi, chứ bọn em không có làm mai bên ngoài chị. Không, chị tưởng là có một cái kiểu offline của bạn muốn hẹn hò ở trên web ấy, đúng không em? Nhưng tại vì chị tưởng cái đấy là bọn em sẽ không có ấy. Cái đó thì bên em sẽ không có là cái người kết nối. Cái đó là nó có một cái group, như chị thấy ở trên Facebook thì các chị sẽ tự tìm hiểu về thông tin của nhau. Tụi em không có đảm bảo về những cái tính chân thực của những cái thông tin đó. Mình sẽ tự chịu trách nhiệm cho cái việc là mình đăng ký, mình tìm một cái người trên đấy. Còn bọn em là không có kết nối bên ngoài như vậy nha chị. Đa số bọn em hôm nay bọn em có một cái buổi casting như thế này, là tất cả những người tham gia casting họ đều đồng ý để họ lên chương trình và họ ghi hình lại cái chương trình của mình, và mai mối tại sân khấu của chương trình bạn mối hẹn hò. Nếu như chị không có nhu cầu tham gia cái đó thì bọn em cũng cảm ơn chị đã dành cái khoảng thời gian để trò chuyện với bọn em từ nãy đến giờ ha. Chị hỏi một cái nữa là thực ra ấy, là chị thì nhu cầu chị là trong cái thông tin chị đăng ký ấy, là chị muốn tìm một cái anh bạn mà chị đã gặp ở sân bay đợt trước. Thì nếu như mà chị, nếu như mà trong chương trình mà có đã từng có người
thông tin như mà chị đăng ký ấy, thì có thể cho chị thông tin được không? Hoặc là Không nếu chị như ơi, có cái này người bọn như em thế cũng thì chị có. sẽ đăng ký tham gia vào cái chương trình đấy. Không, tức là bọn em cũng chả biết chị đã gặp người như thế nào, ai là người chị đã gặp, nên là bọn em cả hàng ngàn, hàng chục ngàn hồ sơ, nên bọn em không biết anh nào là cái anh mà chị đã gặp cả. Mà chưa chắc gì là người ta đã đăng ký tham gia chương trình á chị. Ừ đấy, thì ý chị là nếu như mà có chương trình có một cái người như thế đăng ký trong cái đợt đấy thì chị sẽ đăng ký tham gia, còn nếu nếu không có cái người trong như thế trong đợt đấy thì chắc là chị không tham gia những cái Rồi, buổi vậy tụi như em vậy. cảm ơn chị ha. Rồi, khi nào mà chị sẵn sàng để chị tham gia hoặc là chị có nhu cầu tham gia lại thì chị liên hệ lại với chương trình của em sau nha. À, thì bây giờ là em có 5 phút, 5 phút để em chia sẻ về bản thân em, họ tên, tuổi, công việc, quê quán, mẫu người của em, tình trường của em như thế nào ha. Dạ vâng. Ừ. Rồi, xin chào chị ạ. Và chương trình em thì tên là Phượng, sinh năm 3. Hiện tại thì quê em đang ở Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc và đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Em thì công việc hiện tại của em đang làm về bên ngành dược ạ, dược phẩm. Cụ thể là em làm gì ở bên ngành dược phẩm nè em? Em làm bán thuốc tây chị. Ừ. Bán thuốc tây cho nhà thuốc hay bệnh viện đi? Em làm ở nhà thuốc tư chị ạ. Ừ. Và Ờ. có làm thêm công việc là quản lý về công ty dược nữa. Quản lý công ty rồi. Là em đi làm cho người ta hả? À, quản lý công ty dược thì em đi làm cho người ta, quầy thuốc Ừ. tây thì là Quầy thuốc tây là của em đúng không? vâng. Ồ, thế là kêu là kinh doanh nhà thuốc tây bán thuốc người còn làm nãy giờ làm tôi còn hiểu nhầm nữa. Rồi, Phượng có những điểm mạnh điểm yếu gì em? Em thì điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng và cũng dễ nói chuyện, dễ tiếp xúc và khả năng giao tiếp cũng ở mức ổn. Ừ. Điểm yếu của em Hồ Chí Minh em vào được không Phượng? Ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì em vào được không? còn nếu như mà bên chương trình mà sắp xếp cho em báo trước cho em thì em có thể sắp xếp được thời Báo gian trước mấy ngày thì được em? báo trước khoảng nửa tháng đến một tháng được không chị? Ừ. Rồi. Rồi còn điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì là hơi khó để có thể quen và yêu một người đấy. Tức là hơi khó để làm quen hoặc bắt đầu một mối quan hệ mới. Ừ. Tình cảm của một người khác. Nhưng mà cái đó thì là do từ trước tới giờ như vậy hay là do mình đã từng có một cái tổn thương hay như thế nào? Do là trước đây là em cũng có do là cũng thương thì trước mà bây giờ mình tìm thấy cái đối tượng mới thì có thể mình sẽ nghĩ là mình sẽ đòi hỏi nó cao hơn một chút so với ngày xưa. Ừ. Cái ngày xưa của em thì như thế nào? Cái mối tình của em ngày xưa? Ngày xưa thì lúc còn trẻ thì yêu đương thì nó sẽ dễ dàng hơn, còn bây giờ như kiểu tuổi rồi thì em thấy khó yêu hơn. Rồi em đã từng trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 tình ạ. Rồi, ba mối tình thì mỗi mối tình kéo dài bao nhiêu lâu rồi tại sao lại chia tay? Mối tình thì kéo dài cũng khoảng được khoảng 1 năm thì chia tay, cảm thấy không phù hợp nữa thì cũng có những mối tình mà em cũng bị chừng, còn có những mối tình thì không phù hợp nữa thì chủ động cả hai chia tay. Ừ. Nhưng mà em độc thân bao lâu rồi? Em độc thân là khoảng hơn 1 năm nay, gần 2 năm. Ừ. Rồi em muốn tìm mẫu người như thế nào Phượng? Hiện tại thì mẫu người của em là chín chắn, trưởng thành và kinh tế ổn. Trưởng thành, kinh tế ổn là như thế nào này? Cụ thể là về tuổi tác, về công việc thì như thế nào? Tuổi tác thì dao động khoảng dưới 40 và có thể là ít hơn em 1-2 tuổi cũng được. Ừ. Quan trọng là họ có cái mức độ chín chắn hay trưởng thành, va chạm Ừ.
Rồi và về chấp. Dạ. Rồi về công việc thì sao? Công việc thì em mong muốn là cái thu nhập họ có thể là lo được cho gia đình ấy, không thu nhập thấp quá. Nhưng khoảng bao nhiêu, đối với em thì ở Hà Nội thì khoảng bao nhiêu thì lo được cho gia đình? Đối với em thì khoảng ít nhất là khoảng 3-40 triệu lên. Hiện tại bây giờ là mỗi tháng thu nhập của em khoảng bao nhiêu? Thu nhập của em hiện tại cũng dao động. Về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em không yêu cầu về ngoại hình, họ nhìn ưa nhìn là được. Quan trọng là cách là em cao bao nhiêu? Em cao 1m58 ạ. Thì bạn trai cao khoảng bao nhiêu thì được? Nếu mà tốt thì chắc tầm 1m7 lên hoặc là tầm 1m7 lên. Rồi, ok, chị cảm ơn Phượng ha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi, cho nên là mình sẽ làm nội dung kỹ hơn khi có người phù hợp cũng như là có cái khoảng thời gian ghi hình phù hợp với mình nha. Vâng, các chị.